Chào anh chị và các bạn nhé, chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Như mọi người thấy đấy, thì vừa nãy mình đã chuẩn bị sẵn một cái nguyên liệu, đó chính là cái món tràng heo nhé, hay còn gọi là cái xoay đấy. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái món, đó chính là cái món tràng heo xào với lại mướp. Thì cái mướp này mình sử dụng ngày hôm nay xào là cái mướp Nhật nhé. Cái mướp Nhật này thì xào ăn nó sẽ có cái độ giòn giòn và nó rất là ngon. Nguyên liệu để thực hiện cho cái món tràng heo xào với lại mướp Nhật của mình ngày hôm nay thì gồm 2 quả ớt sừng này, mấy nhánh hành này, một ít rang cưa, cộng một rút rau răm nữa, hành tím và tỏi mình đã chuẩn bị băm sẵn ra đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi thực hiện cái món ăn này nhé. Trước tiên thì mình sẽ thái cái tràng heo của mình ra và các cái nguyên liệu khác để thực hiện cho nó nhé. Tiếp theo sẽ là cái phần hành tím băm và cái phần tỏi băm nhé, thêm cả cái phần ớt nữa. Cho cái phần tràng heo vào nhé. Để thêm vào đây cho mình nửa muỗng nước mắm này, nửa muỗng dầu hào này, 3 muỗng tương ớt này, 3 muỗng tương này. Sau đó mình sẽ cho phần mướp vào nhé. Cái phần mướp Nhật này nó rất là nhanh chín ấy, mọi người cho vào, mọi người xào tầm 3 phút thôi là nó ok rồi. Xong mọi người cho lốt cái phần hành, còn một phần rang cưa và rau răm vào nữa nhé. Cùng mọi người lên mà cho mình rửa thìa bột ngọt đấy nhé. Ok, đây là mình đã hoàn thành xong rồi, mình sẽ cho ra ngoài nhé. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong cái món tràng heo xào với lại mướp Nhật. Thực sự món này ăn tương đối tuyệt vời. Đặc biệt là đối với anh em nào mà chúng ta dùng một tí cay cay này, nhậu này, thì mọi người làm cái món này nhậu đảm bảo thôi rồi luôn. Đấy. Thì video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu cảm thấy video của mình hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.